lan tỏa xuân yêu thương đến khắp các vùng miền, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố Hội An đã thực hiện chương trình Xuân Từ Bi tặng quà Tết đến những hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão 2023 tại huyện Thân Bình, Tiên Phước và thành phố Hội An. Đoàn do Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Trơn, chứng minh phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam, Ni sư Thích Nữ Hạnh Bình, trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố Hội An, Chư Tôn Đức cùng Ni chúng Chùa Bảo Thắng, quý nhà hảo tâm, đạo hữu Phật tử tham gia tặng quà. Ngày 7 tháng 1 năm 2023, đoàn đã tặng 170 phần quà ở xã Bình Quế và xã Bình Trung, huyện Thăng Bình cho các hoàn cảnh khó khăn tại hai xã. Chia sẻ yêu thương đến những người khiếm thị, ngày 9 tháng 1, đoàn đã tặng cho Hội Người Mù huyện Tiên Phước và thành phố Hội An 280 suất quà. Ông Phan Văn Đồng, Chủ tịch Hội Người Mù huyện Tiên Phước và ông Trần Cương, Chủ tịch Hội Người Mù thành phố Hội An phát biểu cảm ơn đến quý đoàn từ thiện. Tại Chùa Bảo Thắng, chương trình tiếp tục tặng 400 suất quà đến các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, già yếu tại thành phố Hội An vào ngày 13 tháng 1, nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Chương trình Từ thiện Xuân Từ Bi Tết Quý Mão 2023 của Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố Hội An đã tặng tổng cộng 850 suất quà, mỗi suất hơn 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm dùng trong dịp Tết và phong bì tiền mặt, tổng kinh phí 265 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo thành phố vận động, Chư Tôn Đức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tài trợ.